Hey y'all, come look at this. Đem ghế ở đây, đem ghế ra đây ngồi. Để anh cho em thấy thế nào mọi người chơi tách được bốn số ha. À, chung là xem tình hình nhá. Em là vứt. Rồi, thập tử là ăn đúng không thầy? Thập tử là ăn. Thập tử là ăn đúng không thầy? Ôi, xuất sắc mẹ luôn. Thập tử là ăn. Tôi, mày đừng có bốc quét. Tôi ghi lại từ đầu nha, game này ghi lại từ đầu anh em ơi. Game trước lỗi. Vẫn có những kiến thức nhưng mà đoạn cuối hơi lỗi tí thôi. Thầy này chắc thầy Shopee và học sinh Lazada. Dùng hợp chắc thôi thầy nhỉ, dùng hợp yếu nhất. Nước nữ nhỉ. Cầu rồi. Có đến có vết thương sâu à. Cứ im lặng rồi. Rồi, con sai thầy ơi. Con búp đi chiêu thức nó cũng có vết thương sâu. Thầy học với thầy, im lặng là có biến. Quên. Rõ ràng. Biết vì sao lắp nước mắt không? Biết ạ. Để con đấy hình như là phải ra chiêu sớm lẻ mana không thầy? Đúng vậy. Ui giời ơi. Mana khởi đầu của Koki là 15. 15 lẻ là phải lắp nước mắt để cho lên chiêu sớm. Ui. Lắp 2 cala có đôi là phải lấy. Vua về gì? Ui. Được chưa? Leo lục bảo. Đấy nha, nếu mà chưa hiểu mình có thể photo lại quyển đề cương đấy nha. Đề cương ôn thi tốc cấp tốc hất xà tiêu. Đấy. Mình sẽ giúp anh em lên thách đấu luôn. Còn anh em nào mà muốn thoát được bảo, thoát kim cương ấy, qua kênh Phương GB. Đúng vậy, mình đã có đề cương, mình đã có đề cương. Ai chưa biết kênh mình có thể follow. Để nó hưởng cầu. Ê, nó không hưởng cầu đấy. Cút luôn, nhạc khỏe quá. Đấy. Còn hay sao này? Tổng. Yeah, đủ. Nguyên nhà luôn. Thôi nhà chịu nhé, nhà này không hưởng nổi. Nhà này nguyên nhà thì hưởng được chi. Biết hết rồi. Nên nhớ là mọi âm mưu quỷ quái đều thua hết trước sức mạnh tuyệt đối, được chưa? Rồi, mọi âm mưu, mọi kiến thức đều thua trước sức mạnh tuyệt đối. Chứ còn gì nữa, ông lấy bài 1 tiền đấm nhau với 5 tiền thì chịu. Rồi. Khó. Mai đấm. Em lấy cái giáp vai không thấy. Còn mỗi cái giáp vai còn nhiều đâu em. Cầm luôn. Mặc dù thua nhau cấp bởi vì là muốn tìm hết tiêu. Cái giá trị của 5 hết tiêu mà lại rất lớn. Cái giá trị. Ủa cái gì à thầy? Hết tiêu chứ còn cái gì? 5 hết tiêu à? Quá lớn. Cầu này. Đó. Thấy chưa? Cầu hồi chỉ hồi con đầu tiên thôi. Đấy. Con nào gần nhất thì con nó hưởng. Nó hưởng. Đuôi gần nhau hết rồi thì phải hên xui. Lúc đầu thì khác. Gần nhau hết thì hên xui. Mọi bài toán đều có biến số, được chưa? Mọi bài toán đều có biến số X, Y hoặc Z. Thôi, mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Đây là một phương trình hơi khó giải. Rồi. Bởi vì biến số nó quá nhiều trong chiếc hộp này, được chưa? Chiếc hộp mami đấy. Chiếc hộp trái tim. Không ai có thể đoán trước được chiếc hộp có gì. Rồi, trận này phải top 1. Trận này là top 1 là đáp án này đầy đủ nha. Sẽ top 1. Anh Phương của B khéo apply dập siếc là được nhận luôn đấy chứ à. Bảo siếc là dập siếc thú rồi em. Sức là sức thú à? Ê, ơi. Thỉnh thoảng nó bị kiểu lỗi game một tí ấy. Lỗi game. Lắp khỏe thế mày. Đúng vậy. Đúng vậy. Kìa. Châu xe. Không thấy này. Ui, có thế không thầy? Không cần nữa, cái gì vô cứ bắn đầu thôi. Quan trọng là 20 tiền, level 5. Phương chưa có người yêu nhá. Đợi tầm cuộc chơi. Ôi. Phải nâng tầm. Cứ nâng là thầy.
Máu nhiều là nâng thôi. Máu nhiều là nâng. Không nâng là hèn. Nếu mà em mà trước là em đi quân đội rồi thì em vẫn phải nâng đúng không? Mọi trường hợp. Em nâng tạ. Slide and Void trẻ vẫn thế á, vẫn thế. Bây giờ tôi chỉ mong đổi được cái ít điểm này lấy cái số view của trẻ thôi. Đổi luôn. Lại bảo trẻ vẫn thế thì chết dở. Mình vẫn thế thì có. Tôi vẫn thế chứ. Cafe đủ đấy, tiêu này. Năm có tin rồi. Chắn rồi. Chả vào em đúng không? Chứ còn gì nữa. Thầy chả vào giống con Cafe để em tự nhận ra đúng không? Chứ còn gì nữa. Thầy chơi đấy. Đã học lại còn hành nữa rồi. Ơi thầy ơi. Mày còn cho mình hành luôn ạ. Mày còn giả vờ để mình nhắc cơ. Ok. Thế cơ. Phải đi đôi với hành. Đôi với hành. Ok. Rồi, cứ tưởng thầy mình quên là thầy giả vờ. Làm quyết kiếm luôn được chưa? Trời ơi. Quyết kiếm luôn được thầy. Quyết kiếm luôn. Vì sao lắp con này không? Biết ạ. Ui, cảm ơn cả hai nhá. Ui, cảm ơn cả hai nhá. Thank you. Ok. Còn đồng hóa này. Đó, không phải đâu. Lửa thôi, cái này nhá. Chứ còn gì nữa. Là cứ giết được người là hình như là đừng nhập miễn cá tất cả mọi đầy đủ là tham gia hạ gục là được. Tham gia hạ gục thôi á. Cái loại này ngon thế. Đâu nhớ đời. Quay phụ với khỏe nhá, giết dở đấy. Không biết là có lưu của bạn nào không? Ê, số báo danh 20 này. Cầu hơi khỏe một tí, cầu hơi khỏe một tí. Đó. Đây. Có thể tự mình solo được. Một dập. Được chưa? Hai con được. Ui. Lý do Sate cầm huyết kiếm là vì thế. Ai dập. Anh đang hồi máu rồi. Ê từ, có huyết kiếm. Ừ. Anh thường đi mày, đừng gồng nữa, anh thường đi. Mà còn rất không đủ mạnh nữa chứ. Một tấm. Ôi dồi, tròn gần nào nó quầy luôn. Tốt anh em. Xóa luôn. À rồi. Đủ rồi, test. Ui. Bớt nha. Từ nha, được nha. Anh kiếm ngon. Ngon thì nghe em luôn. Lưỡng cực quá anh. Thầy ơi. Mạnh nhãn đấy. Thì nổ luôn. Thì nổ bên này thì búng bỏ. Còn ra ca thân thê. Con cây là nếu mà cấp 7 ra là có phải ghi không thầy? Đây là từ hôm mà. Đây từ hôm mà có phải chợ đâu. Quên. Tối ưu luôn đúng không? Tối ưu luôn. Tối ưu. Sao? Cái điện bán rồi. Phải cầm đồ ra không ổn nữa rồi. Ui dồi. Ê, nghẹo được không? Một hai tên không? Đủ. Xếp 3 luôn không phải? Xếp 3 được. Tôi tí thầy run vào. Xếp 3 chưa được. Điểm ngay. Tí dương sau nước bẻ hết tiêu và vui vui rồi mới ra luôn này. Lắm tiền này. Ê, bẻ hết tiêu được rồi. Đó. Tiêu 2 rồi nè. Không sao. Ui. Tối ưu kinh. Ui, thì tối ưu kinh luôn đấy.
em ghi nhá. Tối ưu hết đồ nếu mà bạn đang giữ nhiều hất tiểu này. Đúng vậy. Tôi vẫn thua thôi, nhưng mà bú thêm ít điểm thôi. Còn 8 điểm. Là 3 này thì khó. Còn sau lên thôi. Găng à? Ê, rút sừng ngon hơn ý. Rút sừng ngon. Mai còn. Đây, đây, đây. Rút sừng ngon ngon. Trời ơi, cứ cho nè. Có rút sừng thì lại phải suy nghĩ lại đó. Cùng nào luôn á. Cùng nào luôn ý. Cùng nào là thầy cho Suna hay là rút sừng ạ? Thầy nhét rút sừng hay là thầy dùng Suna tiếp? Rút sừng chứ còn gì nữa. Rút sừng chứ còn gì nữa. Em biết rồi, em cố hỏi thầy thôi. Bên ba da này. Hai gì? Hai liên xạ. Hai da rồi. Có già quá hay đâu. Mình phải chơi hết tí. Căng đoàn kìa. Cái lượng bài của thầy không mẻ một hệ nào. Xui á. Em xui à. Em nghĩ là ăn. Em nghĩ là ăn được. Thầy ơi, thầy giáo của em ơi, thằng phát một em học từ nãy giờ. Hello anh em. Ok. Ôi, dã man con ngàn ta. Nè. Ê, con không, mình không hiện nè. Thì sao anh hay quá nhìn phương đẹp trai luôn à. Không sao, đẹp trai không không quan trọng, quan trọng là đỗ tốt nghiệp cái bằng cử. Bổ qua lên 9 rồi đấy, bổ qua bài học rồi đấy. Ôi, lên 9 bội luôn rồi thầy. Thế còn gì nữa. Chết tôi rồi. Ừ, học hành không học, ừ, lên than thiền, lên than thiền. Chết tôi rồi, phải vội à, phải vội giữ trích rồi đấy. Ôi giời ơi. Đây này, đây này. Nổ nó cái thì té nữa, nó cái thì bỏ này này, anh em. Mới nổ thì bỏ này đi, đó. Đã nổ đâu, chưa nổ thì từ từ đã, không tính đâu. Mấy rau nữa nổ thầy. Một rau nữa. Một rau nữa. Chỉ vào được mà. Cắn nhẹ cái đúng không? Ba rau không à? Ê, qua Kali nha, qua Kali nha. Ôi, có Kali. Ôi, quá, Kali xếp giữa luôn. Xếp giữa luôn. Ôi đánh cảm giác vậy. Ôi, mấy cái cao tơ không? Mấy cái cao tơ không? Giáo án này em giữ mãi không quên luôn. Cho hai cái vòi cao tơ Ari. Cho hôn hai cái vòi. Hôn hết vòi thì gọi vòi tiếp. Được chưa? Hôn hết. Chỉ được hôn cái vòi 18 thôi. Vòi 18. Ê, con chết điều hết. Ê, con chết đâu mày? Nó bịp à? Ê, con chết này. Chết láo chưa? Con chết này. Nó chạy kiểu gì đấy? Ủa? Có ghi không thầy? Vòi 18. Cái này là cố tình thua để lấy thêm nhiều số. À, để nổ ra găng. Có phải là găng bốc đồ không thầy? Găng nạo ra. À, không phải. Biến số, biến số, biến số, biến số, biến số. Dơm dơm. Dơm dơm, dơm dơm đấy. Thầy sẽ cho tiết hỏng rồi à? Không hỏng, không hỏng, không hỏng, không hỏng. Không hỏng, không hỏng, không hỏng anh em. Không hỏng được, không hỏng được, không thể hỏng được. Ê, thế em không có mình được kinh thầy nữa à? Rick à? Ui. Đúng ra là lấy hộ pháp ấy. Thật, lấy hộ pháp phải có hộ pháp luôn, nhưng mà kiểu sợ không giúp hay được ấy. Các bạn tầm này nhiều người lên 9 rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Nguy hiểm lắm. Không có Rick, đúng rồi, đúng rồi. Không có Rick dở. Các Linh không lấy cái gì đấy. Đấy, người ta muốn lấy hộ pháp nhưng mà sợ không ra ấy. Có sống được không anh em? Liệu sống được không đã? Mình cũng muốn lắm, sống được không? Đái quần đến nơi này. Đi kẹp pan luôn cho người ta sợ không này? Đi kẹp pan không? Đái, đái đến nơi rồi. Cái này thầy giả vào chiếu để xấy một góc đẹp thôi. Chiếu có trúng cái đi đâu? Đi xuyên đấy.
sân kẽ đó, Ali là chính mà. Ui, ui dình sấy chuẩn góc luôn. Anh giả vào hết. Anh giả vào. Anh chỉ giả vào thôi. Anh giả vào. Đừng hỏi những câu vô tri như vậy. Đừng hỏi. Em vẫn chưa tập trung. Thật sự chưa tập trung. Đừng hỏi câu vô tri ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Quá là vô tri nhá. Ok, ok. Không thì 200 năm tiền đấy. Đấy, cày chưa, cày chưa. Đây là bị lừa, đây là một thế bị lừa. Đừng tiếc. Đừng tiếc vì hôm nay anh đầy nước. Có em mày em nào nhiều là ăn cước. Ôi, ôi. Không phải em muốn gì là cũng được. Đây là chép tiếp đi. Là chép tiếp đi. Chép đến đoạn nào nhỉ? Hết bên này thì mời nước. Hết bên này thì mời nước. Đâu có em tụt được top B này. Đâu có em tụt được top B này. Gồng lên để em mình cùng bay. Gồng lên để em mình cùng bay. Ê, bắn đầu, che. Che. Anh chấp đồ kìa, chú có đội hỏi gì kìa, anh chấp đồ kìa. Đồ gì em? Em thế, em gì? Có phản ứng à? Có phản ứng à? Đều rồi, cái gì không nó. Úi, cái gì đấy? Ôi nhiều cái con này nhá. Ê đỏ. Rôn 9 kìa. Trời. Rôn 9 thật sự luôn á. Nào đi nào. Đi nào đẹp luôn. Một tí làm khó thầy một tí. Em nói thật, game muốn làm khó thầy để em học thêm nhiều giáo án xếp bài đấy. Đói rồi. Cất vào góc với an toàn. Quay thầy đảo mà không cần phải check bài luôn. Thầy cứ cho đấy ở giữa. Ui ăn chặt luôn này. Quay. Đây là cảm giác chứ không phải là thầy vô ý làm thế đâu. Đây là cảm giác. Đây là cảm giác. Cảm giác. Ui. Thật sự nó đề lông 9 hả? Mua tiền nhá. Ra cả một tiền. Thế rồi. Chín game không? Chín game. Không, mình có lông 9 nó hơi ối rẻ đấy. Thật sự. Rẻ. Biết lừa quen thân. Thế đây có phải ghi không thầy? Rồi phát hai con Lucian để Lucian 2 có phải ghi không? Cái này có phải ghi không? Trước đó thì rôn bao nhiêu tiền rồi bao nhiêu tiền rồi? Phải bỏ ra thì người ta mới lẻ mình. Đúng vậy. Ra hồ à? Đấu sấn. Ui sổ ổn sấy phát bay nhà. Cái được mà, chưa, được chưa, cái, được chưa. Cái mà đoạn mà tự nhiên ra hai con Lucian thì em phải gọi như là mình đã tiêu tiền rất nhiều từ trước. Người ta gọi là có câu mài sắt. Có ngày. Phải đầu tư bao nhiêu lâu nữa thì được hai con Lucian. Đúng rồi. Bao nhiêu lâu nữa? Đúng vậy. 100. Được chơi nghe một sới bãi nhà. Trời ơi. Long đến đây là khóc ỉa luôn đấy. Zone hên à? Người ta bảo zone hên à? Đừng nghe những gì người ta nói. Rồi rồi. Em hiểu không? Đúng kì. Qua chơi 2 này. Trời ơi con này lâu lắm chưa lên chứ. Thì bây giờ khả năng em nghĩ là thầy nên khóc. Đấy. Bán hết. Phải khóc á. Hết không thầy? Bán không tiền quái đồ mua. Thế bây giờ thầy có mở cái đe dàn kia để. Ái da da da. Ghê đấy chứ. Thầy mở đe dàn kia lấy một cái gì đi. Xong một tí đi chợ mà biết đường mà lấy cái gì. Sao con cái vòi đấy. Yeah. Mở đĩa rèn đi đến vòng đi chợ rồi sao? Tại sao mà đi chợ trước nhặt rồi về rồi mở đĩa rèn? Chắc vì đĩa rèn là đồ mình thích đúng không? Đây. Làm cái găng, nhặt cái găng nữa để em. Găng là cái đồ dễ chơi nhất. Được chưa? Đồ dễ ghép nhất đấy găng. Được chưa? Trái tim kiên định. Bàn tay. Bốc đồ. Vô cực. Đúng vậy. Vì thế mà. Vì kích văn mới siêu quẩy à? Em ngầu tí nhá vì em biết thầy sắp tới 1 đấy. Biết lấy gì không? Đồ lẻ chó đâu mày lừa tôi à? Báo cáo thủ trưởng lấy Kathleen ạ, để tròn hệ. Đúng vậy. Phục rồi à, giải chiến phố. Tháo đồ. Ôi. Chó này luôn. Ôi. Được chưa? Nhảy đánh cái gì nữa, ép chó nhanh như cái gì nữa. Còn nó cho vui đi. Nó còn mít cho 2 đây, nó sương sương đây. Ra. Có quyền A nhá, thấy quyền A không?
Có thấy Quiana không? Ôi thì em có. Có thấy Quiana không? Ui, né hết, né hết. Không ép ép anh ơi. Không ép ép anh ơi. Thì cần ép ép đâu, vậy mình cần ép ép đâu. Anh Volkin hại ép chi. Ép làm gì? Ui giời, bố làm gì đúng không? Bay cái nhà này còn đâu nữa. Ui giời. Tốt nghiệp khoa Hustle Đại học Slide. Đã tốt nghiệp. Cái kèo của chỗ đội coi như là được trả nhá. Trả kèo chỗ đội nhá, ok. Bây giờ có thể chống đẩy vẫn được chỗ đội nhá. Bây giờ nếu như chỗ đội muốn chống đẩy vẫn ok. Vẫn kịp chống đẩy á.